về nó phàn nàn, nó bảo là anh Hợp lúc này anh kỳ quá, anh ấy sao mẹ ơi, thi thoảng mà giận nhưng cứ mày với tao. Thế tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào. Nó bảo không, con mắc cỡ. Bảo hai con là còn mắc cỡ cái gì, đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ, có xấu hổ lắm. Bảo xấu hổ cái gì? Bây giờ nhá, thứ nhất, trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không. Rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không. Trong nó nằm gần nó ra đường thơm như mít, nó gái nó nịnh như hoa. Về nhà mặt chào vợ một đống thế này thì thằng nào nó thích. Đúng rồi. Thế thì bây giờ ấy, tôi đi tôi mua cho 4-5 cái áo ngủ. Một lúc tôi lựa màu hường này, màu xanh lạc này, màu trắng này mà von ấy. Nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung, khi chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó. Vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra, cái quần trong cũng phải là quần ren, nhìn cho nó hấp dẫn. Trời ơi. Thế này đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường, ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều, không được lèm bèm, vì đàn ông không ai thích nói nhiều. Khi mà say thì vào, anh ơi anh mệt không, pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó. Nó thấy thoải mái, nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền, vừa được vợ thế này thì đi đâu đúng không, là không phải ăn vụng nữa. Còn cách nào để cô dạy hai vợ chồng nó hạnh phúc được không cô? Có chứ. Cách nào nữa cô? Ví dụ mà chồng đi ra ngoài, cho đi, nhưng anh đi mấy giờ anh về, anh đi tới đâu, hoặc là em đi cùng. Nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi, em không phải xấu. Nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp, cho hấp dẫn lên. Đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó quê mùa quá, nhìn bạn nó nhìn vợ mình mắc cỡ, nó không cho đi. Tôi ra tôi mua đồ xịn, mua đầm xịn, tôi mua trang sức cho đeo, tôi mua giỏ sắt cho, đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng. Khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ. Đầu tiên nó xấu hổ, nó không mặc chú ạ. Nó cứ chơi cái đồ của Lâm Đồng ấy. Tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu. Thay đổi ngay lập tức. Đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha. Có nha. Ủa vậy hả? Có nha. Có luôn hả? Có chứ. Làm sao? Lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ. Mạnh ai mới tắm thằng kia, nhiều khi nó gãy lưng đâu được. Bảo để nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái, nó cau có. Tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng mua đồ chơi thật nhiều, đổ ra đấy cho nó chơi mà kệ nó. Hai vợ chồng đi vô đóng cửa nhà tắm lại, kỳ lưng cho chồng, rồi khen lấy cái bàn chải kỳ cái chân cái cẳng nó thấy con tâm lý nó đâu đi đâu được. Thế bắt đầu từ đấy thì hai đứa tắm chung đấy. Tôi là Trần Thanh Mai, Việt kiều của Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc 20 năm, trở về Việt Nam được 9 năm. Từ lúc về cưới con dâu là ở Việt Nam luôn, không về nữa. Năm nay mình 60 tuổi rồi, làm cái nghề xây dựng và đầu tư. Trong dự án thì có ông xã là người Hàn Quốc. Anh nhân xa dỡ. Kamsamida Kapmita. Thì cho gửi lời chào đến các bạn MC cũng như tất cả các khán giả trong trường quay, và xin cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Quyền Linh. Chào Lê Lộc. Chào quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Kim Liên. Nay con 29 tuổi. Con làm nghề nội trợ. Chị làm dâu của mẹ 9 năm rồi. Dạ, được 8 năm mấy. Nhưng mình có em bé chưa chị hả? Dạ, mình có 2 em bé rồi. Một bé 7 tuổi, một bé 5 tuổi. Wow. Chúc mừng luôn. Phải nói là khi mình nhìn cô không ai đoán cô 60 tuổi cả. Đúng rồi. Cô có thể cho chương trình được biết là những cái ngày đầu tiên gặp gỡ cô con dâu tương lai của mình á, cô cảm nhận thế nào người cô con gái này? Khi mình lên Lâm Đồng thì đi công tác với một cái dự án để làm xây dựng á, thì anh làm chung với lại anh trai con bác của cháu. Thế thì cô sang cô nấu cơm dùm cho anh, nhà có khách. Lúc đó là ông xã tôi là người nước ngoài, mới đi đến cái vùng sâu vùng xa là người ta cũng như là nâng trọng lắm. Thì người ta mới đưa người để phục vụ bữa ăn các thứ. Thì tôi thấy cháu dễ thương. Nhưng mà lúc bấy giờ chưa có nghĩ gì đâu, chủ yếu là ông già chồng. Cái ông người Hàn này, ông ấy bảo là cho bác chụp một tấm hình được không. Thì lúc bấy giờ con trai tôi ở Mỹ mới về, cũng đang đi muốn kiếm dâu. Thế bảo ông xem kỹ đi nha, này gái ở trên miền quê này xuống thành phố có sống được không, hay sau này lại đua đòi nó khó. Thì ông bảo tôi nhìn con bé này mặt hậu hĩnh, bà cứ đem nó về làm kế toán công ty trước đi, rồi mình xem tính nết nó thế nào. Thế thì cháu về dưới này làm kế toán. Trong thời gian làm kế toán thì bác cũng dạy cho nấu ăn, dạy làm kim chi và dạy làm tất cả các món ăn Hàn Quốc. Thì cháu này cũng rất khéo. Khi nấu thì bố thích lắm. Bố ấy bảo là con này được đấy, nó cũng thông minh, bà cưới đi. Thế mà nếu ngày xưa tôi mê tín thì tôi bảo này,
cứ coi đi coi bói. 2 tuổi tôi bảo người ta cứ bảo không được, thằng chồng hơn vợ 1 tuổi. À. Tôi coi bói về thì tôi bảo là không được đâu, 2 tuổi thì về nhỡ con mình có chuyện gì nó ngắn ngủi không thích. Ông già ông mới xúi thằng con trai, ông bảo bây giờ mày cứ nói dối mẹ đi, để chừng 3-4 tháng sau đi, rồi nói với mẹ là con cũng có bầu với con rồi, nói dối. Thế thì thằng con trai nó bảo được không ba, ổn không? Hai biết nó rù rì sao nữa. Cái lúc mình về nó bảo Liên nó học gần xong rồi mà giờ sang làm cho mẹ, thấy nó nhớ nhà nó muốn về nhà. Thì con mới cho con bé này về nghỉ phép được 5-6 ngày á, thì nó mới gọi nó bảo mẹ mẹ giờ con nó ở với cố có bầu thì mẹ tính sao. Cái mình nói thật không đó, con người ta con gái nhà mày, mày làm ăn kỳ cục à. Tôi mắng nó xối xả nó, thì tôi lại gọi điện cho ông bà này thì bố mẹ cũng có gửi gắm. Tôi bảo con tôi nó nói vậy nhưng mà tôi không biết làm sao, mà nếu lỡ vậy thì giờ anh chị tính thế nào. Bà bảo giờ tôi gửi cho chị đi, tôi đâu có biết, nó ở nhà chạy thì tự chị phải xử lý chứ sao tôi biết được. Xui bà nói vậy thì mình mà sẽ chết rồi, phen này thì chắc là phải đi cưới bố nó luôn rồi. Chứ bây giờ mà nó lỡ thế này mà cháu nhà mình thì đưa cho thằng nào nó nuôi thì nó đánh cháu mình chết, không được. Rồi, sau đó là bắt đầu mình tiến hành luôn. Thì mới điện về Hàn Quốc, ông nội bà nội Hàn Quốc sang để đám cưới. Những cái ngày đầu tiên chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Ngày đầu tiên thì mẹ chỉ lên là làm khách của nhà anh thôi, nên mình cảm thấy đây là khách thôi, cho nên là thấy mẹ thoải mái lắm, chứ không phải là đem đi xem mắt con dâu này kia mà có áp lực. Nhiều khi mình biết mình sẽ làm dâu mẹ thì mình cảm nhận đây là người mẹ chồng thế nào? Dạ, tại vì em xuống em làm cho mẹ là ở chung rồi, nên biết cái tính của mẹ là thẳng thắn, cũng có nóng tính nữa. Lúc về làm dâu có sợ không? Dạ cũng sợ. Sợ, sợ lắm, sợ như cọp chứ. Có bao giờ bị mẹ chồng la chưa? Dạ, dạ có chứ, sai cái gì là mẹ la liền luôn, chứ không có để bụng. Với lúc về làm dâu thì cô có thấy rằng nó khác so với lúc mà làm nhân viên mình lúc đầu không? Khác. Khác sao cô? Nó đi theo nó nịnh ông già chồng chứ nó không có lệnh tươi. Ủa sao kỳ vậy? Tại ông già binh quá. Ông già binh dâu lắm. Ông nói là hiện nay ở Hàn Quốc thiếu rất nhiều phụ nữ, và phụ nữ rất được tôn trọng. Thì ông theo cái nếp sống ở bên đó. Ngày trước thì Hàn Quốc là cái thời tôi đi làm dâu là khó khăn vô cùng, khổ vô cùng luôn, hơn ngoài Bắc mà gia giáo rất là nhiều. Khi mà muốn đi ra ngoài thì phải đứng khoanh tay cúi rạp người xuống thưa mẹ con đi chợ, sau 10 phút quay đi giật lùi trở ra chứ không được quay lưng mà đi đâu. Như vậy hả? Dạ. Từ ngày tôi làm dâu nay 30 mấy năm nhưng chưa bao giờ ngồi chung cơm với bố chồng, ngoại trừ bố mẹ chồng sang Việt Nam. Ở bên đó là phụ nữ ngồi bàn dưới, đàn ông con trai với chồng là ngồi mâm trên. Dạ. Nhưng mà lúc mà cô dâu về cô có áp dụng cái đó không hay là thoải mái hơn? Không, mình làm dâu nhiều vất vả quá, đến khi con nó về thì cứ nghĩ nó là con gái thôi. Vì cô có 2 con trai, không có con gái. Nhưng mà có những cái thực ra là nó cũng không được như mình muốn. Bởi vì bây giờ lớp trẻ thì nếu mình làm căng quá đấy, thì nó nghe chồng nó, thằng chồng nó làm căng với mình thì mình mất con. Đôi khi lại phải nhường nó nữa đấy chú ạ. Nhưng mà cho con hỏi tí là ở nhà cô với chị là có điểm nào hợp với nhau không? Có những cái điểm gọi là muốn học cái món này, món nọ, món kia về nấu ăn là hợp nhau. Hoặc vấn đề chi tiêu tài chính là không hà, bởi vì nó keo kiệt chúng sờ. Mẹ chồng thì quá hoang. Cô ơi, vậy là cô phải mừng chứ cô. Thì mình mừng, nhưng mà đôi khi á, thằng con mình nó bị o ép vì sao. Nhưng mà nó có keo với mẹ chồng không? Không, mẹ chồng mà muốn cái gì thì cũng biết ý vậy lắm. Rồi, rồi ăn uống có hợp nhau không? Dạ, ăn uống thì mẹ nấu ngon lắm. Nên không có cái gì. Em nấu nhưng mà toàn mấy món luộc thì em nấu được. Chú biết tôi gọi đó là cái gì không? Gì cô? Dâu ba luộc. Là sao? Là luộc không? Luộc, trứng luộc, gạo luộc. Em thấy còn những điều gì mà em hợp với mẹ chồng nữa? Đi mua sắm à? Mua sắm? Là mẹ dắt đi mua. Toàn là mẹ chọn à, mẹ kêu là cái mắt thẩm mỹ em muốn có. Cô dẫn đi mua là mua toàn bộ hết từ... Tết. Từ kể cả những cái nhỏ nhất của phụ nữ cũng là mẹ chồng mua mới hấp dẫn, chứ nó mua là vứt. Nó về nó phàn nàn, nó bảo là anh Hợp lúc này anh kỳ quá. Anh nghĩ sao mẹ ơi, thi thoảng mà giận nên cứ mày với tao. Thế tôi mới bảo thế trong sinh hoạt vợ chồng thì con như thế nào. Nó bảo không, con mắc cỡ lắm. Bảo 2 con là còn mắc cỡ cái gì. Đến bây giờ cũng bảo con mắc cỡ, có xấu hổ lắm.
Ở sốt hoảng cái gì? Bây giờ nhá, thứ nhất, trước khi vào giường thì phải xem cái giường ngủ nó có thơm không. Rồi con xem cái áo ngủ của con nó có sạch không. Chồng nó nằm gần nó ra đường thơm như mít ý, nó gái nó nịnh như hoa. Về nhà mặt chào vợ với một đống như này thì thằng nào nó thích. Đúng rồi. Thế thì bây giờ ấy, tôi đi tôi mua cho 4-5 cái áo ngủ. Một lúc tôi lựa màu hường này, màu xanh lạt này, màu trắng này mà von ấy. Nhưng mà tôi bảo nhà có thằng con trai út cũng ở chung. Khi chưa vào cửa phòng là không được mặc cái đó. Vào cửa phòng rồi bắt đầu thay ra. Cái quần trong cũng phải là quần ren. Nhìn cho nó hấp dẫn. Trời ơi. Thế này đến khi mà trước khi mình chồng nó lên giường, ví dụ ngày nào mà chồng say xỉn thì không được nói nhiều, không được lèm bèm, vì đàn ông không ai thích nói nhiều. Khi mà say thì vào, anh ơi anh mệt không, pha một cốc nước chanh bưng vô rồi massage cho nó. Nó thấy thoải mái, nó bảo ở nhà vừa không tốn tiền, vừa được vợ thế này thì đi đâu, đúng không, là không phải ăn vụng nữa. Còn cách nào để cô dạy hai vợ chồng nó hạnh phúc nữa không cô? Có chứ. Cách nào nữa cô? Ví dụ mà chồng đi ra ngoài, cho đi, nhưng anh đi mấy giờ anh về, anh đi tới đâu, hoặc là em đi cùng. Nếu là bạn trong sáng thì có gì mà không phải cho vợ đi, em không phải xấu. Nhưng mà đi ra ngoài với chồng là phải mặc đồ cho đẹp, cho hấp dẫn lên. Đừng có mặc cái áo mà nó bưng quá hay nó quê mùa quá, nhìn bạn mới nhìn vợ mình mắc cỡ, nó không cho đi. Tôi ra tôi mua đồ xịn, mua đầm xịn, tôi mua trang sức cho đeo, tôi mua giỏ sắt cho đồ của nước ngoài nhập đàng hoàng. Khi đi với chồng con hãy mặc những cái này cho mẹ. Đầu tiên nó xấu hổ, nó không mặc chú ạ. Nó cứ chơi cái đồ của Lâm Đồng ấy. Tôi bảo con như thế này thì nó đi ra với bạn nó không về đâu. Thay đổi ngay lập tức. Đừng có nói là bà già chồng dạy về tắm chồng rồi luôn nha. Có nha. Ủa vậy hả? Có nha. Có luôn hả? Có chứ. Làm sao? Lúc trước thì nó cứ bảo nó xấu hổ. Mạnh ai nấy tắm, thằng kia nhiều khi nó gãy lưng đâu được. Tôi bảo nó ra kiểu nó cũng không được thoải mái, nó cau có. Tôi bảo bây giờ nhốt hai đứa trẻ con vào phòng, mua đồ chơi thật nhiều, đổ ra đấy cho nó chơi mà kệ nó. Hai vợ chồng đi vô đóng cửa nhà tắm lại, kỳ lưng cho chồng. Rồi khen lấy cái bàn chải, ghi cái chân, cái cẳng cái nó thấy con tâm lý nó đâu có đi đâu được. Thế bắt đầu từ đấy vậy thì hai đứa tắm chung đấy. Sư phụ thì có ai nào cô chăm sóc lưng điện nước cho cô dâu không? Có luôn. Cách nào? Như nào cô? Sanh đứa thứ hai xong, cai sữa là hàng nó ốc ác không à, không còn gì trơn á. Tôi mới đi mua một cái kem mắc nhất của Hàn Quốc gửi sang là gần 2 triệu một hũ nhỏ xíu à. Mua cho về và con tối con massage đi. Massage, hôm nay có hàng đẹp rồi. Cô có thể cho con cái tên được chung. Đây là một mẹ chồng rất là tâm lý. Em thấy mẹ dạy những cái gì nãy giờ mà mình lo cho chồng này kia, em có thực tập giống như mẹ không? Có. Dạ. Rồi em thấy kết quả làm sao? Dạ. Hồi kia thì ảnh hay đi nhậu lắm, tới có khi 1-2 giờ đêm mới về. Mà từ khi mẹ bày thì không có nhậu ngoài nữa mà về nhà nhậu. Chị cho em hỏi chút xíu nha, hai mẹ con mình có điểm nào mà chưa hợp nhau không? Chưa hợp nhau thì cũng có chứ ạ. Cách đây mấy năm là mẹ hay đi làm ở Hà Nội xa lắm. Có năm là Tết không có về được. Em thì lo cúng kiến mùng 1 Tết để em lo xong rồi. Em mới kêu thôi, năm nay không có ba mẹ ở đây á thì xin chồng cái gọi điện cho mẹ với ba, thì chắc là Tết ba mẹ không có mở máy đâu. Ba mẹ liên lạc hoài không được. Cái mới xin chồng, xin bác chồng là cho về quê. Cái em về quê, cái mẹ gọi điện, cái mẹ biết đang ở quê, cái mẹ la, mẹ kêu chứ con á là không có coi cha mẹ chồng ra gì hết á, không có tôn trọng, không có xin phép, đi là không có phép tắc. Cái gọi cho ba em luôn, kêu là về coi lại con đi nha, nó đi không có xin phép ai hết á. Khi đó ba mẹ giận lắm, giận dữ là dữ luôn. Gọi ba mẹ em xong là tắt luôn, hỏi nghe giải thích luôn. Mẹ mà giận, mẹ chồng giận là giận dữ lắm luôn á. Nhưng mà được có 2 tiếng mà sao à. Đâu mình làm gì cho mẹ hết vậy? Cứ đeo đẻo theo mẹ ơi này, mẹ ơi kia chị. Mẹ ơi hoài là cũng xui à. Cũng xìu hả? Nhưng chuyện gì mà cô không hài lòng về con dâu nhiều nhất không? Có cái chuyện mà nó hay giấu giếm, ví dụ như cô đi công tác 3-4 tháng chưa về. Rồi ở nhà nhiều khi con nó té đau chẳng hạn hay đi viện, nó không dám nói, nó sợ mình lo. Hoặc hai vợ chồng nó cãi cọ,
nó giấu. Tôi gọi ra ngoài, tôi bảo ra đây, thằng chồng đi theo đấy nó, đi ra chỗ khác mày, đây là việc của đàn bà. Bắt đầu mới ngồi nói bây giờ tối hôm qua ngủ thấy thế nào, có massage cho nó không, có chăm sóc nó chưa, rồi ăn mặc lại lôi cái đồ cũ thốc thách mặc đúng không, nó nhìn nó chán đúng không. Nhưng mà con mệt quá, con dọn dẹp con mệt quá mẹ, không được. Mệt thì cho hai đứa nhỏ đồ chơi hay là cho nó ăn no nó ngủ đi, rồi hai vợ chồng ngồi rù rì, vẫn phải ăn mặc cho nó hấp dẫn lên, quần áo nó sạch sẽ rồi sức cái đồ mẹ cho nó thơm á, đàn ông mà nó hửi mùi nó ghiền à. Thế là bắt đầu làm. Nhớ như còn đây là kinh nghiệm nha con. Kinh nghiệm quý báu. Quý báu đó. Kinh nghiệm dữ lắm luôn đó. Tất cả các con dâu chú ý như là phải chăm sóc chồng, nhịn nhục chồng lúc khi nó nóng thì mới giữ được hạnh phúc. Cứ bảo đàn ông có mèo nhưng mà 80% là do phụ nữ mà ra. Không biết tâm lý rồi đanh đá cá cầy thì đàn ông nó chán ngay lập tức. Cô này mà tôi không cứu vãn là chồng đi chơi mất tiêu ấy. Thấy chưa, hay quá. Còn chuyện con cháu sao? Tức là chăm con thì em để cho mẹ hay là em học hỏi mẹ hay là em tự chăm? Dạ em tự chăm. Đứa sau á thì mẹ chăm, mẹ chăm hoàn toàn. Mẹ chăm như mẹ ruột vậy đó. Mẹ xong mẹ hơ rồi, nói chung mẹ rửa ráy y như mẹ ruột vậy. Mẹ không có ghê tay như người ta. Nhưng mà cô có khi nào xen vô cái chuyện chăm con cháu, có la nó gì nó có chứ. La nữa hả? Cháu tôi mà xuống ký là tôi rầy à. Có khi về con bé nó xuống ký nó hỏi tại sao để con như này, hai vợ chồng mày làm gì? Như này mà xứng đáng làm mẹ hả? Là khiếp vãi hồn. Phải nhanh chóng chăm tăng cân hoặc là chết với tôi. Yeah. Ôi nào em khóc vì mẹ chồng la em chưa? Dạ có chứ. Có hả? Khóc với chồng. Khóc chồng? Dạ. Mét chồng nữa hả? Dạ mét chồng. Nhưng mà chồng em lại rất là thương mẹ. Đứng ở giữa thì đâu có biết làm sao đâu. Chỉ biết im lặng. Im lặng luôn. Nói em ơi em, bây giờ mẹ bây giờ mẹ áp lực nhiều lắm. Em cứ học theo là im lặng là vàng là được em. Tại mẹ thẳng tính là mẹ nghĩ cái gì mẹ nói đó. Chứ gặp như những người mẹ khác thì họ ghim họ đi mình sao. Ừ. Thế con dâu cũng hiểu tâm lý mẹ ha. Hôm nay thì cô có muốn cô con dâu mình thay đổi điều gì? Cô cứ nhắn nhủ cô luôn đi. Cô muốn con dâu là phải trung thực. Từ tài chính đến quan hệ phải minh bạch với gia đình chồng và chồng. Nếu mà ngại không nói với mẹ thì có thể nói với em chồng, tâm sự với nó hoặc là nói với chồng. Hôm nay có mẹ ở đây ha, em muốn nói điều gì với mẹ, muốn chia sẻ gì với mẹ? Hai mẹ con đứng lên với nhau, nói chuyện với nhau cho tình cảm với nào. Con cảm ơn mẹ. Bấy lâu nay, bao nhiêu thời gian qua là mẹ đã cưu mang cho con, đã dạy dỗ con được như ngày hôm nay, con rất cảm ơn mẹ. Đừng có nể, chỗ nào không thích nói luôn. Dạ không, con chỉ thích mẹ như vậy thôi. Mẹ đừng có thay đổi hơn nữa. Ôm mẹ đi nào. Chúc hai mẹ con cứ như thế nha. Hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ nhau nhiều hơn. Đây là một kỷ niệm gửi tặng cho cô. Đây là một giá trị tinh thần. Con cứ xem, nhìn nó nhớ lại chương trình. Tôi cũng mong tất cả các bà mẹ chồng hãy yêu con dâu như con gái. Cảm ơn cô. Xin chào MC Quỳnh Linh, xin chào chị Lê Lộc, xin chào quý khán giả. Tôi tên Lê Trường ạ. Năm nay tôi 57 tuổi. Dạ. Đã nghỉ hưu ạ. Cô là ở đâu cô? Cô ở Hải Dương. Hải Dương. Nhưng mà con thì ở trên Hà Nội. Con lên Hà Nội, cô lên Hà Nội rồi bay, hai mẹ con bay từ hôm qua về đây. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình. Cảm ơn cô rất nhiều. Thì qua chương trình này thì cô lên tới Sài Gòn hôm qua, cô mới nghĩ được mấy câu thơ. Wow. Nhưng mà xin chương trình là cô cũng chưa nhớ hết thì cô còn dễ đọc. Mạng muội có mấy câu thơ. Dạ mời cô đọc đi ạ. Hôm nay mùng 1 tháng 10 tôi từ Hà Nội bay vào miền Nam, mừng vui tọa nguyện ước mơ gặp, mừng gặp Lê Lộc, người hùng Quyền Ninh, gặp các mẹ, các làng dâu cùng đến đây tâm sự, giải bày cùng nhau. Chuyện mẹ, chuyện nàng dâu, chuyện từ lúc mới gặp nhau đến nay sống trọn mẹ chồng nàng dâu. Dù cho sống ở nơi đâu, chỉ mong cuộc sống bình yên hàng ngày. Mẹ con mười ý vẹn tròn, trong nhà luôn ấm, ngoài nhà lại êm. Qua đây cũng chẳng nói thêm, chương trình cũng chẳng phải lo. Đã đến nơi rồi mẹ sẽ đổi thay, dâu hiền thì sẽ khắc sửa ngay. Gia đình êm ấm, vui tươi cả ngày. Thơ rất là hay. Ở Sài Gòn chào đón Hải Dương, xin trao trọn nghĩa tình thương trọn đời.
Còn khóc. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào quý vị khán giả, xin chào hai MC. Em là Phan Thị Trang, 28 tuổi, đang làm wedding planner ở Hà Nội. Em làm dâu mẹ được 3 năm rồi ạ. Mình có em bé nào chưa chị? À, em có em bé 20 tháng. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp cô con dâu tương lai, cô cảm nhận về người phụ nữ này như thế nào? Cái ngày đầu tiên thì con trai cô cũng báo trước là đến tuần thứ bảy này thì con sẽ đưa người yêu con về. Da thì đen mà chân thì chân voi. Trời, mẹ có nhất trí không? Mới về thì ra mắt thì cũng ít nói. Khi ăn cơm xong thì cô cũng bảo lên uống nước con ạ. À. Thế thì con quay đi quay lại chả thấy con dâu đâu cả. Con hóa là đang dưới bếp lúi húi là lau dọn bếp, lau dọn phòng tắm, nhà vệ sinh. Thế cô được lòng. Cô bé này cũng được đấy. Về nhà đầu tiên đã tham gia cái công việc nội trợ trong gia đình cùng mẹ rồi. Còn với chị thì không biết chị có ấn tượng gì mà khi lần đầu tiên gặp mẹ chồng không? Nghe nói mẹ là hiệu trưởng, rồi mẹ lại là bà hội đồng nhân dân. Thì nghĩ là mẹ khó tính lắm. Dạ. Nhưng mà về gặp mẹ thì mẹ rất giản dị. Mà lúc đó em thì đang là sinh viên, vừa béo, vừa đen, ăn mặc quê mùa lắm, không trang điểm đâu. Mà trong khi con trai mẹ thì đẹp trai người người, lại công việc ổn định. Em nghĩ chắc mẹ đánh trượt rồi. Đến lúc mà cưới thì hai nhà cũng phản đối dữ lắm. Không hiểu sao hai nhà đi xem bói, thấy bói tốt tính, bảo là cái chàng trai này là chăm vợ này, yêu vợ này, hiền lành này. Còn cái cô con gái này thì tốt bụng, thương người. Thế là hai gia đình đồng ý cho cưới ạ. Là không kỳ tuổi cô không đi xem bói, nhưng cô tính tuổi thì hai cái tuổi không hợp, xa quá. Thế mà cách nhau 400 cây. Nếu mà ở xa thế thì hai bên cũng vất vả. Thiệt nhất là thiệt con gái. Dạ. Muốn về gia đình thì là xa quá, ít được về. Nhờ may cũng nhờ thầy bói. Em có thêm cảm ơn thầy bói không? Em có. Thật sự luôn, vì các mẹ nghe thầy bói lắm. Đúng rồi. Nếu thầy bói nó không được đâu, đừng có lấy nhau. Là xong luôn rồi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Khi mà về làm dâu những ngày đầu tiên thì cô thấy con dâu có như là những ngày đầu nó về để nó thăm mình không? Cháu cũng bình thường. Cháu đi học cũng ít khi là về cái nội trợ. Cái thức ăn hay là cái chế biến cái thứ nó cũng khác miền Bắc mình. Nhưng mà con thì cũng không dám nói. Mẹ thì cũng tâm sự là những khi thứ này thì mẹ làm con quan được không. Như nấu canh đấy thì ở ngoài quê ở Hà Nội thì mình cá mới lại mùng tơi hay là các thứ đấy. Nhưng mà trong miền Trung người ta không ăn những cái thứ đó. Mà mẹ cũng phải dạy con từ cả từ là nấu ăn rồi chế biến các món ăn. Con cũng thích mẹ là nấu xôi, cuốn chả cuốn. Mẹ cũng dặn con, đến lúc đầu thì không làm được, nhưng đến bây giờ thì con cũng đạt điểm 9 rồi. Rồi em thấy cảm giác là có những cái điều gì em chưa hợp với mẹ chồng không? Từ lúc mà về làm dâu mẹ giờ thì mẹ bao bọc lắm. Mẹ hay gửi đồ ăn lên hoặc là mẹ mang đồ ăn lên, nhiều vô kể, cứ phải khoảng 25-30 kg. Thế xong mình ăn không hết, nhà có hai vợ chồng thì phí công mẹ. Mẹ lại còn cho thêm tiền. Em nói với mẹ là mẹ bao bọc con quá, cứ thế này con không lớn được. Mình không muốn mẹ lo cho mình quá. Vâng, vì hai vợ chồng rất là tự lập, rất muốn tự lập. Cũng hay nha, có những nàng dâu lại muốn mẹ lo cho mình, càng lo mình là càng thích hơn nữa. Còn này mẹ lo là không muốn cho mẹ lo, nói luôn với mẹ như thế. Là cô cũng muốn ở nhà quê, mà cô trồng được những cái loại rau đấy, cô muốn mang đi cho con. Gạo thì ở quê, nhưng cứ mỗi lần mang đi thì con dâu, con trai đều mẹ mang đi xuất khẩu, sao mà mang đi nhiều hơn. Ôi mà nó ở nhà thì cô thì cái gì cũng muốn mang đi. Dạ. Báo mẹ nhiều lần nhưng mẹ cứ tiếc của quê mẹ mang đi cho con. Dạ. Thế muốn là an toàn thực phẩm mà cũng sạch sẽ. Nhưng nó lớn rồi cô cho tiền nó hoài. Không, ý là cô muốn là vợ chồng nó trẻ thì cô không cho. Nhưng từ khi có con là mà. Thì bà muốn là bà không đi siêu thị, đi các chỗ mẹ chợ mẹ mua cho cháu được. Thì mẹ gửi tiền con để thỉnh thoảng con mua cho cháu. Về cái việc chăm cháu á chị, hai mẹ con mình có thống nhất với nhau không? Mẹ em là hiệu trưởng mầm non nên mẹ có kiến thức về chăm bé. Và vợ chồng em cũng nói trước là chúng con đi học các lớp về chăm bé rồi. Nên là cũng mong bố mẹ tôn trọng cách chăm sóc của con. Không biết là mẹ thì có suy nghĩ gì không, mẹ cũng không dám nói lại với mình. Đó. Rồi lúc đó cô khi mà con dâu nói vậy thì cô thấy tự ái không cô? Tâm lý cũng không được vui lắm. Vì là con nghĩ là cô đã trải qua là sinh hai lần mà nuôi con trưởng thành. Từ lớn đến bé là không phải đi viện. Thế thì cô cũng nghĩ là thôi thì giờ bây giờ nuôi con theo khoa học. Mà con đã đi học tập huấn, các lớp tập huấn rồi. Thì thôi cứ để con cho nó chăm sóc. Nhưng mà mẹ cũng nhắc nhở là khi nuôi con phải những tháng này thì như thế này.
hay là khi nó nóng nó sốt hay làm sao thì phải cái thuốc gia truyền hay như thế nào đấy, chứ không phải là cứ hơi tí nóng sốt lại đi bệnh viện. Nhưng cái điều quan trọng khi em nói câu đó, em có biết rằng chắc chắn rằng mẹ chồng em sẽ buồn không? Em nghĩ là mẹ có buồn nhưng mẹ lại không nói. Thì vợ chồng và trong gia đình quyết định là cái gì phải thẳng thắn nói chuyện với nhau để chia sẻ. Dạ. Cá tính nha. Dạ. Chứ thường mà nói con dâu nào nói mẹ chồng là mẹ phải tôn trọng cái chuyện lo con cái của vợ chồng con là mẹ chồng nào giữ như... Hồi nãy... Như cặp đầu tiên là em mệt lắm luôn đó nha. À, cái này là em có chồng... vệ sĩ, chồng quyết cái gì là bố mẹ không thay đổi được. Thì em cứ dựa vào chồng. Dựa vào chồng. Cô thấy con dâu mình nó đối xử với mình cái gì chưa tốt chứ cô? Có cái vấn đề là mẹ chưa hài lòng. Rèn con về đêm đấy, không dậy ti nhiều lần mà không thức đêm. Thế là rèn cái thời gian rèn thì mẹ lên thì mẹ lại cứ thấy con cháu khóc sốt rồi lắm. Bà thì làm ở trên lầu 3, con ở lầu 2 là cứ thấy cháu khóc là bà không ngủ được. Và dậy thì bà nhìn thì nó cứ lăn hết bên nọ bên kia, toát hết mồ hôi ra, mà mẹ không nói gì, bố không nói gì, cứ để kệ đấy. Bà sốt ruột lắm, thế cứ đi lên đi xuống, cuối cùng là bà ngồi cầu thang mà khóc chứ. Cứ nhìn thấy mẹ thì con dâu lại hắt tay ra này, để mẹ ra mẹ không vào. Trời ơi, tội nghiệp bà nhỉ. Sợ là bà lên được 2-3 bữa thì bà lại làm cái con nó đang rèn mà. Nhưng mà lúc mà chị hất tay mẹ ra vậy, chị thấy mình có lỗi với mẹ không? Tại vì mẹ cũng muốn quan tâm với em bé mà. Thế mẹ thương mình nên mình cũng không thấy lỗi gì. Đúng mà nãy giờ qua hai cái câu chuyện thấy cô này cũng khá cá tính. Có lẽ là em cũng dựa vào chồng quá. Như thế mình cảm giác mình ăn hiếp mẹ chồng hơi nhiều. Nó cũng muốn tốt thôi. Mà mình thì cuối cùng bây giờ mẹ cũng thấy con như thế là con cũng làm tốt cho cháu mẹ. Bản lĩnh, thấy người mẹ chồng không? Có thể hy sinh cái nỗi buồn của mình để cho con cháu có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Có những điều gì mà mẹ làm khiến cho chị nhớ nhất? Có một câu chuyện mà em khá xúc động. Hàng tháng mẹ lên thăm hai vợ chồng 1-2 lần gì đó. Xong mẹ mang rất nhiều đồ ăn lên. Lúc nào cũng mong mẹ lên nhưng mong mẹ đi chợ về đó. Hôm đó là Hà Nội nắng nóng lắm. Thì mẹ lên chơi mấy hôm rồi mẹ về. Mà mẹ về giữa trưa. Thì lúc đấy em vẫn đang ngủ. Vì là đêm cháu quấy á. Thì khi xuống bếp là thấy đồ ăn sáng, đồ ăn trưa đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ hết rồi. Thế mẹ thì đi về giữa trưa nắng. Nhìn thấy thế em thấy thương mẹ quá. Thế mình lớn rồi mà mình chưa làm được gì cho bố mẹ để mẹ vất vả ấy. Em khóc, em nhắn tin cho mẹ. Em mới nói là con yêu mẹ, con cảm ơn mẹ. Và em cũng chia sẻ câu chuyện đấy lên chương trình. Và bây giờ hai mẹ con ngồi đây. Tóm lại là mẹ cũng rất tình cảm với con dâu. Con dâu cũng rất tình cảm với mẹ. Có bao giờ mà cô nghĩ rằng là con dâu nó có làm điều gì cho cô vẫn còn trăn trở cô không nói được không? Có cái điều mà cô cũng hôm nay cô cũng muốn tâm sự dưới chương trình và với con dâu. Với cái này thì cô cũng chưa nói với con dâu. Là vì cái công việc của các cháu là nó các em nó làm về đêm. Nhưng cũng có hôm không làm về đêm, cũng nên thu xếp khoa học hơn để ngủ sớm và dậy sớm. Cái câu bữa nhà anh chị thì ở trong miền Nam ra rồi các bác các cô chú đến này là mỗi người một việc. Làm mà con trai con dâu cứ ngủ thôi. Mẹ nên nào dậy gọi thì muốn gọi dậy nhưng mà thấy hai đứa nó ngủ ngon quá, lại thương hại, lại chạy xuống. Cứ nhìn thấy nhiều việc quá, lại chạy lên. Chạy lên, lại thấy con dâu cũng ngủ ngon, con trai ngủ ngon, lại chạy xuống. 4 lần như thế mà cô không dám gọi. Chắc là do cũng nhiều việc quá chị hả? Dạ. Với lại chồng bảo với em là mệt thì cứ ngủ. Giờ vẫn còn ngủ không em? Ngủ trễ không? Vẫn còn. Giờ sớm hơn một tí là khoảng 7 rưỡi dậy rồi. Sắp xếp thời gian nào để chúng ta có thể dậy lo công việc gia đình? Có những chuyện cần thiết thì sao ha? Em có muốn nói gì với mẹ, mong muốn điều gì thay đổi với mẹ? Con chỉ mong là mẹ bớt bao bọc con cái, cho con trưởng thành, con tự lập để con khẳng định với bố mẹ. Tiếp nữa là con mong mẹ mang ít đồ ăn đi, vì mẹ mang nhiều thì tội cho mẹ. Mẹ có bệnh về cột sống, bác sĩ dặn là mẹ không được dắt xe đâu á. Thế mà mỗi lần mẹ mang lên 30-40 cân như thế thì sau này thế nào? Mẹ em còn không bê được, thế sao mẹ lại xách được đi từ xe buýt rồi xe khách 2-3 chặng liền? Trời ơi, thương con cháu đó. Biết là mẹ cũng không phải lo là con thiếu ăn đâu. Hoặc là cháu thì có bỏ bữa một tí cũng không sao. Không phải lo cháu đói, cháu lạnh gì đâu. Cứ để cho chơi thôi. Nói chung là con dâu với con trai cô cũng nhắc nhiều lần. Cũng thương mẹ, đã rút kinh nghiệm rồi. Nhưng khi mỗi lần sau đi thì lại cái kinh nghiệm đi đâu hết ấy. Lại tiếc lại mang đi. Xếp rồi lại xếp ra, xếp vô, xếp vào. Cuối cùng lại xếp hết. Nói chung bỏ lại sợ con mình khoan đúng không? Nghĩ thế là mẹ cứ
mẹ cứ nói chung là mẹ bớt dần thôi. Chứ còn bỏ cái khuyên của các con thì mẹ chưa bỏ ngay được. Có bao giờ con nghĩ rằng con dâu sắp xếp đồ đem về quê cho mẹ không? Dạ mẹ không cho. Đó thấy chưa? Con dâu không cho mẹ vẫn cứ lên, nhưng mà mẹ không cho là con dâu không đem. Cái đó là cái hết sức là quan trọng. Đôi khi cứ một chiều hoài đó thì nó cũng không hay. Rồi cảm ơn cô rất là nhiều hôm nay đến chia sẻ câu chuyện. Và hy vọng với câu chuyện ngày hôm nay hai mẹ con sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ mình hứa với mẹ điều gì để cho mẹ vui lòng ngày hôm nay đi. Con hứa với mẹ là con sẽ cố gắng ngủ sớm, dậy sớm, không dựa dẫm vào mẹ với anh nữa. Em bé lớn rồi thì con sẽ về thăm mẹ thường xuyên, vì em bé có thể đi xe khách được rồi. Thế còn mẹ cũng mong muốn cho con là thật thương yêu gia đình, yêu các con và yêu bố mẹ. Và cuộc sống của con thì dù vất vả khó khăn thì cũng vượt qua hết. Hứa nói sách ít lại cho nó nhẹ lại đi. Và hứa mẹ sẽ cố gắng dần dần giảm đi. 40 cân còn 35, 35 còn 30, 30 còn 25. Giữ gìn sức khỏe cô nhé. Chúc cho gia đình mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Một kỷ niệm để gửi cho gia đình. Dạ. Tôi là Nguyễn Thị Nhung. Sinh 1958. Đây là con dâu tôi. Cô rung quá đúng không cô? Chắc hồi hộp hồi hộp. Hồ. Dạ. 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 Chào mọi người. Dạ em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyền. Chào chú Huyền Linh, chào Lê Lộc. Năm nay em 25 tuổi. Em có một bé 11 tháng rồi, cũng là làm dâu mẹ được 11 tháng. Khi mà cưới thì em sợ em ra ở riêng nên không có làm dâu mẹ liền. Bây giờ mình trở lại cái lúc đầu tiên đi. Đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình đó, cô cảm nhận đây là người phụ nữ thế nào? Trời ơi, lần đầu tiên thì con trai cô nó dắt về đó. Dạ. Thật sự không có một cái gì có ấn tượng hết á. Cô nhìn quá nói chứ trời ơi, lần đầu tiên mà như vậy chắc lần sau tới chắc còn sợ. Làm gì cô lo vậy? Nàng dâu tới mà không có được tươm tất á, rồi ăn mặc một cái bộ đồ thông bình thường mà mang một cái đôi dép phải nói là cô ghét nhất thế gian luôn. Dép gì cô? Cái đôi dép mà của đàn ông mình nó tổ ong á. Mà mặc cái dạ, bộ đồ con xin lỗi cô, con cười quá lớn là tại vì chú Huyền Linh có một đôi dép đang mang trọng. Dép đó của đàn ông mang, đàn bà mang không đúng rồi. Trời ơi. Đàn ông mang dễ thương đúng không cô? Đúng rồi. Mà cô nhìn xong cô nhìn, trời ơi, bạn này được nha. Dạ. Nếu mà là dâu không được đâu. Lần thứ hai nữa thấy tương đối được khá khá một chút. Hình như là cũng mặc đồ tây. Đầu á gặp ông xã là mình cũng sợ cái câu mẹ chồng nàng dâu á, mình hỏi mẹ anh khó không? Nói, trời ơi mẹ anh dễ lắm. Cái nó ai tin trời trời. Ai thằng nào cũng nói là mẹ chồng mẹ mình dễ. Vậy chứ nhỏ lớn anh có ấn tượng gì với mẹ không? Có. Hồi nhỏ anh đi học á, ngày đầu tiên đi học á, mẹ đưa tới trường. Xong á nha, cái anh lúc đó anh cũng còn nhỏ, anh lẻo để anh đi theo về nhà. Đi theo về nhà, mẹ quay qua mẹ thấy cái bình gỗ độc mộc to như vậy nè. Mẹ phán một cái vào đầu, bình gỗ nứt làm đôi. Mình nói trời chết rồi. Má ơi bà già chồng này khó dữ rồi nha, dữ à. Cái gì cũng có cách trị hết. Quả vít dày có móng tay nhọn mà. Trời ơi, quá. Mình phải suy nghĩ. Mình làm cách nào để cho mẹ ấn tượng và để mẹ dễ tính với mình chứ không có để khó gì được. Cái lần đầu tiên anh kêu là về nhà đi. Nếu mà mẹ khó vậy mình phải thiệt là đoản, thiệt là đoản thì mẹ mới bỏ qua cho mình. Thế mình mới mặc bộ đồ thun xấu, thiệt xấu, xấu nhất luôn mà mình. À, có tính toán trước đó. Mình mang cái đôi dép cũng xấu, thiệt xấu. Cái lần thứ hai qua thì thấy đỡ đỡ lại chốt. Rồi lần thứ ba mình tươm tất hơn thì mẹ mới bỏ qua cho từ từ. Nhưng mà gặp thì thấy mặt mẹ nghiêm quá nên sợ khi mà cưới xong ấy mình chạy ra riêng mình ở, mình không dám ở chung. Ngày đầu tiên mà dám chơi kiểu liều đó luôn hả? Nhưng mà ngày đầu tiên về đó cô, tướng tá có bự gì không? Không, hồi đó thì bé hơn, tới khi mà có em bé rồi tự nhiên phát sồ ra vậy. Lúc đó nhỏ nhon nhon giống cô vậy đó. Không, đâu vậy, 70kg bây giờ cái em bé 92kg. Tại này là mẹ với chồng nuôi tốt. Nuôi tốt đúng không? Những cái chuyện gì mà mẹ em với em hợp nhau nhất? Thấy hình như không có cái gì hợp. Hả? Gây là nhiều. Thì cũng biết quan tâm. Mẹ ăn gì, rồi bố ăn gì. Cái gì, những cái chuyện gì cô? Để cô kể cái chuyện cô kê chắc dài 3 tập. Con dâu gì mà gan ha. Không thích cái gì của mẹ chồng là lia. Nó lia của cô hết 5 đôi dép ha. Mà biết sao không? Cô mang số 37 để con mua cho mẹ.
Với đôi 40 con mang như cái xuồng vậy con nói trời ơi. Sao nó bảo con thấy nó cũ quá không hỏi ý mẹ. Lia hết luôn. Trời ơi tưởng mua sao sai ý mẹ trơn. Thì mua mang chung mà. Nói vậy chắc vậy tính vậy. Tối ngày nói tối, rồi quần áo chú biết không, đem quần áo của mẹ vô tự dục luôn á. Bố sao vậy, con thấy mẹ quần áo nhiều mà chẳng có bộ nào đâu, bộ nào trời ơi. Chắc thiếu được, chắc tính là hai mẹ con mặc chung á. Thôi 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 đừng, từ nay chỉ đi đừng rớ tới đồ mẹ nữa nha con nha. Nếu mà con muốn yên nhà yên cửa. Trời ơi cái gì đâu mà tối ngày cãi nhau về vấn đề quần áo với giày guốc không à. Có khi nào nó nói tóc mày để giờ không được đâu, không ổn đen li bớt. Hai em xin biết không, tôi cũng nói nè, coi chừng mà được đừng chân lân đầu nha. Giờ dục dép bốn mươi mốt dục tới cái gì nữa đó nha. Đó cứ vậy, sao vậy không? Mấy cái đôi dép đó nó hư hết rồi. Nói chung là mẹ quý cái gì là mẹ để, mẹ để dành, mẹ không có xài. Thứ nhất là chuột cắn, thứ hai là bụi, rồi sức keo á. Mẹ thì thích đi mặc áo dài, đi lễ thì mang giày cao nữa. Mà lần đó em thấy là té bố chồng với em phải chạy ra đỡ xe. Nên á em mới nghĩ là bây giờ không có để vậy được. Nếu mà để vậy hôm nào mà mẹ đi cái đôi đó nó sức rồi á, mẹ té giữa đường không ai ấy hết. Mà mẹ có cái tật á, đi đâu em điện thoại không có được, em sốt ruột lắm. Hôm trước là mẹ đã té một lần rồi nên mình nghĩ là thôi bây giờ cứ ấy đi rồi chở mẹ đi mua. Mà mỗi lần mà đi mua kêu mẹ đi mẹ không đi. Rồi hôm đó tiện tay á, mua đôi dép để đi ở nhà. Thì mới nghĩ là thôi kệ, dép nhà đi rộng rãi nó êm chân nữa thì mua luôn. Đó chứ không phải là mình có ý gì. Với lại mua luôn sao không đúng số. Dạ tại vì lúc đó mình kêu mẹ đi mua mà mẹ không có hỏi là số mấy, mẹ cũng chẳng nói gì đó. Nói chung là ở nhà mẹ ý mẹ là mẹ muốn là tự đi, mình rủ đi không đi nên á mình mua đại rộng cho đi cho nó dễ. Là ý cô con dâu muốn cô cũng bự bằng vậy đó. Em cũng muốn mẹ em khỏe vậy đó. Ngoài chuyện mà lia tất cả mọi thứ còn chuyện gì mà không hợp nhau đúng không? Chỉ vấn đề con ăn, mẹ cho ăn kiểu này, con cho ăn kiểu kia. Bây giờ đó là chia ra như vậy. Giờ mẹ cho ăn kiểu mẹ đút, con cho ăn kiểu con đút. Thế có đứa con và phân chia ra vậy. Rồi ngủ thì bố chồng ru. Nhưng con ăn theo ca hả? Có ca kiếp đàng hoàng. Buổi sáng bà nội dậy, 5 giờ bà nội dậy cho uống sữa làm gì làm. Rồi tới 7 giờ con dậy ha, con giặt giũ này kia nọ xong rồi con cho đi, con đi ngủ tới 10 giờ tới ca của con. Coi như trạng thái đứa cháu này chắc nó nhiều. Mà cũng thích nghi với lại nhiều hướng khác nhau. Coi như là sáng truyền thống chiều hiện đại. Tại vì lúc đầu á mình mâu thuẫn cái chuyện đó lắm. Mình thì có thời gian bầu mà mình lên mạng mình coi cách này cách kia, mình tìm hiểu cái gì tốt cho con mình. Xong rồi á chú Huyền Linh biết không, khổ lắm. Mẹ chồng á cứ kêu mày phải xây ra mày phải nghĩ lời tao. Cái mình á, trời ơi con không chịu đâu, ăn cái đó không nhai được, không tiêu hóa được, mẹ nghe lời con. Cái hôm đó không biết là mẹ bực mình trong lòng sẵn, cái bắt đầu á mẹ nấu xong á mẹ kêu để tao cho con ăn. Xong rồi cái mình mới thấy không được, nêm mặn quá không được, em bé nhỏ không có nêm muối được. Mình nói không, không chịu, không được, không có nêm muối vậy được. Hồi ngày xưa như vậy nhưng mà bây giờ không được, bác sĩ nó không được. Mình ẵm cháu đi, mẹ giận quá mẹ đổ luôn. Cái mình mới nói mẹ đổ đi nha, không ăn đâu. Nhưng mà sau đó nói chung là mình cũng từ từ mình qua cái thời gian đó mình cũng ngọt với mẹ. Mình nói mẹ ơi cái đó không được rồi, như thế này như kia. Mình đưa mẹ ra y tế phường rồi mấy chị y tế làm công tác tư tưởng thì mẹ mới nhận ra từ từ rồi mẹ mới đồng ý. Nhưng mà hôm đó ghê lắm, đổ. Có khi nào mà mẹ la chị mà la lớn một trận lớn luôn không? Ví dụ cái câu chuyện nó như thế nào chị? Thì cái hôm mà mẹ về mẹ phát hiện mình lia bớt giày đó. Mẹ rất là quý những cái đôi giày đó. Nên cái cho dù là nó có sút keo hay là nó bị chuột cắm găm miếng thì mẹ vẫn để lại. Với lại mẹ, em nghĩ là mẹ cũng tiết kiệm. Nên hôm đó là mẹ giận lắm nha. Mẹ đập bàn, mẹ la lối, mẹ chửi bới. Mẹ kêu là đồ của tao, đồ quý, bây giờ làm sao? Lúc đó em ở đâu em? Trời em cũng giỡn mình rồi. Trời cãi luôn hôm hả? Đó, tại dạ, vì, mẹ tại chồng nói một, dâu nói hai, nói ba luôn. Tại vì hôm đó là mẹ đi về, mẹ thấy mình dọn vậy mà mẹ không có biết là ở trong cái chỗ mà mẹ để giày á, chuột nó cắn, nó ị, nó bày bừa ra trong đó. Mẹ đi về mẹ chỉ thấy mình giục thôi. Bố chồng với chồng cũng thấy được cái điều đó, thấy mình dọn ở nhà như vậy thì bố chồng với chồng cũng binh. Thì mẹ lại lúc đó mẹ tức quá, mẹ nói bây giờ nha, bố chồng, chồng, chị chồng, ai cũng bính dâu để dâu lên đầu. Lúc đó mẹ nóng rồi mẹ không có nghe nữa. Tới mấy hôm sau nha, mình lựa hôm nào á mẹ vô cái
mình mua mấy cái đồ linh tinh giống như hộp vịt lộn gì đó đủ mẹ ăn. Thế nói mẹ ơi không phải, con cũng muốn như vậy, giày dép như vậy. Rồi mình nói nhỏ nhỏ vậy, cái mẹ nói nhưng mà muốn mua thì phải đưa kêu mẹ đi, rồi cái nào mà phải hỏi ý mẹ. Con nói tại vì á con thấy hỏi hoài à, mà mẹ làm lơ hoài à, mấy cái đồ mẹ quý mẹ cứ để đó hoài. Chứ mỗi lần mẹ giận mua trứng vịt lộn về cho mẹ ăn vậy đó hả? Dạ cái đó là mình phải nịnh nọt chứ anh. Mua 9 trứng 10 trứng con ăn hết 9 đúng không? Theo cô ấy, cô thấy con dâu cô đó thì nó cũng giống như phổi bò vậy đó. Mới gây lộn âm nó lắc nữa cái mẹ ăn cơm của bố cô tức cô nói im đi đừng có cá mợ giả lơi. Cái nó kêu lần sau con không mời mẹ nữa nha nói. Ừ mà mẹ mà nói như vậy nữa là con không có nhịn đâu đó. Trời ơi ghê. Không nhịn thì làm gì, chén này nè con cho xuống đất luôn á. Trời ơi, nhiều khi cô bảo là chắc cái tánh con này nó cũng ngông cuồng. Thì theo cô nghĩ á, con gái là con người ta mà con dâu mới thật mẹ cha đem về. Thì bây giờ cô có hai đứa con dâu thì cô làm sao mà để, vì con gái nó đâu có ở với mình. Thì thôi giờ con dâu mình sống chết nhờ nó, bây giờ nó phan mình chắc chết. Cho nên là giờ phải nịnh nọt nó và ngọt ngào với nó. Rồi chết. Giờ sống chết là trong tay dâu. Đúng không? Sao mà dữ vậy em? Tại hôm đó là đang giận, thì giận buổi sáng đó là buổi chiều em nấu cơm thì em với là ông xã em rất là giống nhau ở chỗ là rất là thích cái bữa cơm gia đình. Thì hôm đó mẹ đi lễ về là em chuẩn bị cơm sẵn hết rồi. Cái mẹ về tới cái mặt mẹ xứng đến này nha. Mẹ ơi mẹ ăn cơm, mẹ con bới cơm. Ơ à, mời lơi ai mà ăn. Mình lúc đó mình cũng vẫn còn nóng chuyện hồi chiều. Mẹ nói mẹ ăn cơm đi nha, mẹ con bới nha. Trời ơi cái mặt rất là thái độ à, rất là mình khó chịu giống người mà mình không thể nào mà mình dằn xuống liền được. Ai mà em nói thật có ai mà mới cãi nhau đó mà quay qua nó ngọt liền người đó ghê lắm. Nên á mình rất là thật và mình nói con bới cơm mẹ ăn nha. Mẹ kêu no rồi không ăn nữa, cái te te đi vô. Trời ơi nóng ơi là nóng. Con nói con mời đàng hoàng mẹ không ăn, lần sau con không cho mẹ ăn nữa. Con nói thật á, con chọn chỉ là không cho mẹ ăn nữa, tức lắm rồi đó. Hôm sau á thì mẹ cũng nói là con thật lòng nhưng mà cũng phải biết lựa lời. Thí dụ hôm đó đi gặp cái người khác nóng là chuyện không phải như vậy. Thì mình cũng nói thì mẹ cũng biết con nóng, mình mời ăn cơm chỉ có cái giờ cơm là hòa giải gia đình nhất. Ví dụ ăn uống xong rồi có chuyện gì mình phải nói ra với nhau chứ không thể nào mà mình để trong lòng được. Trời ơi, nói thiệt nha, cái vai trò của em là binh con dâu á. Mà chị làm riết em không biết binh chị đường nào. Đúng rồi, rất là thật. Ý cô nói nè, cô nói sự thật. Dạ. Cô nói là cô sẽ chia sẻ đây không phải là lên như này, không phải là xấu mà che mà tốt khoe đúng không? Dạ. Tất cả những gì mình nói sự thật đúng không? Cũng trước khi cô lên đây này á thì hàng xóm này lên đi tôi xấu mặt ngày nào cũng gây lộn gì lên đi rồi làm cô cứ hồi hộp cũng chết luôn. Cô bảo chết cha, lên toàn quốc biết mặt mình ở nhà đập lộn quýnh lộn và lên đây cô bộ nói gì hen. Lên không lẽ khen con dâu hay con không chưa khen mẹ chồng đúng không? Và tất cả những gì cô chia sẻ hết đó, nó thôi bây giờ đất nó không chịu trời thì đời trời phải chịu đất. Thì thôi giờ con dâu nó nóng thì mình cũng thôi, mình cũng chịu thôi. Câu chuyện này là cô thực sự phải lên kể xấu nhau. Dạ đúng rồi. Cái gì mình đã trải qua rồi đó, mình chia sẻ để có những cái câu chuyện khác của mẹ chồng nàng dâu họ sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn. Có bao giờ mẹ chồng làm em phải xúc động không? Dạ có chứ. Lúc mà em bầu á, cái ngày đó là mẹ chở đi khám thai. Mẹ thì bé xíu à, tại vì mình bầu to quá, lúc đó em mập lắm, em to lắm thì không có thể nào mà chạy xe được, thì mẹ chở đi. Anh tưởng thì tượng con kiếm chở con to. Mình tưởng tượng lúc mà chưa có bầu chở còn không nổi thì chỉ có bầu chở sao ta. Thì hôm đó mẹ chở đi thì vô bệnh viện bác sĩ bảo là bây giờ đẻ chưa. Mình mới nói đẻ bác sĩ, đẻ hả, để con ra hỏi mẹ chồng đã để coi đẻ được không. Cái mình mới chạy ra, mình cũng thiệt tình, mình mặc mấy vòng chạy ra hỏi mẹ ơi giờ bác sĩ cứ nhập viện. Mẹ thương mình, mẹ quýnh lên, bắt đầu một tay thì xách đôi dép, một tay xách cái ba lô đi. Nhập viện để gọi cho ông Huy, để gọi cho mẹ em vợ. Rồi mẹ đi té cái bỏ mình phía sau, mình thì bò bự rồi chuẩn bị đẻ nữa. Mẹ ơi từ từ mẹ ơi. Không ngờ là ngoài mẹ mình ra còn có một người mà thương mình đến như vậy. Mẹ qua bên nhà ngoại mẹ nuôi nằm ổ cũng một tháng hai mươi mấy ngày. Cái gì mẹ cũng lo hết, cả quần áo giặt giũ. Thì nhiều khi mình cũng thấy rất là thương mẹ. Mẹ nói thôi chứ mẹ thương dữ lắm chứ bộ, đâu phải là bỏ bê đâu mà cứ cãi mẹ hoài. Có bao giờ mà cô thấy con dâu làm gì cho mình xúc động chưa? Cãi nhau đó xong lát nói mẹ đi chợ mẹ. Nói mày có khùng vừa vừa đây. Cái nó kêu trời con rủ mẹ thiệt mà cũng con giận quá nói có mồm mép không.
Thế nó kêu trời mẹ cứ nói vậy không thôi, mốt con khỏi nói gì với mẹ nó. Kệ mẹ muốn làm gì mẹ làm, con nói ừ tốt nhất mày đừng nói gì tới tao nữa, tao cũng nói tới mày luôn. Tức quá hết trơn, cơn giận nó chưa có nguôi, nó mới gì cãi xong soạn cái nó mẹ mẹ ăn gì mẹ ăn gì ê, đừng có môi mép cái nó. Trời ơi sao mẹ cứ vậy không à, mình cũng bực bội không biết chút rồi đâu mà giờ cứ chờ nó hở mồm ra mình đớt. Nhưng mà thấy thế này con dâu nó cũng được á chứ, nó cãi nhau vậy nhưng mà sao cái chuyện đó là rủ mẹ đi ăn liền, rủ mẹ đi mua sắm liền, thì đó là một trong những cái điều mà nó hối hận đó cô. Nè, thì cô cũng biết nhưng mà cô trả thù liền con nó. Ngu mép, bố đi đâu hết á. Nạt lại cái nó kêu mẹ nhớ nha, rồi lần sau con không bao giờ mời mẹ, mẹ đừng có trách móc nữa. Lúc khác thì được, lúc này thì không. Trời ơi, như hai người bạn luôn á. Hai MC biết không phải là tốt đâu, ý là ngọt để nhờ coi con. Đấy, ngọt. Mẹ con cứ theo mẹ kìa mẹ. Đấy, cứ tối ngày bà nội không à, mới vừa cho ăn xong bưng vừa cái mẹ nó ăn kiếm mẹ kìa mẹ, rồi lại bưng xuống, cứ bưng nhỏ lên, bưng nhỏ xuống, bưng nhỏ ra vô, thành ra mình coi suốt ngày luôn. Cô dâu này rất là thông minh, à, có tính toán, có chiều hết trơn á. À, thấy vậy chứ không phải vậy ha, để xem người thứ ba nói gì. Mẹ mình hỏi tại sao con bày cái này con bày cái kia, mà vợ mình nói không con dọn dẹp hết rồi, mà mẹ cứ bày ra, tại vì nấu đồ ăn cho cháu á, mẹ cứ bày ra rồi vợ dọn, còn khi mà vợ mình làm cái gì á chưa kịp dọn thì mẹ nói là vợ bày. Cái đó, cái vấn đề đó cũng mình về mình cũng nói chuyện ở cái thì vợ cũng chưa làm xong thì mẹ cứ để đó, khi nào mà làm xong vợ cũng dọn dẹp hết, chứ không có cái gì mà phải gấp gáp mà cái gì phải làm liền hết, mình không có khó tính trong cái vấn đề đó. Mẹ thường hay nói với mình là sao mày binh dạ mày quá, mày để dạ lên đầu hay cái gì đó. Nhưng theo quan điểm của mình, cái gì đúng thì mình nói, cái gì sai thì mình chỉnh, chứ mình không có bên ai hết. Mẹ chồng nuôi em tốt quá, em nuôi chồng sao mà. Đúng rồi. Dạ tại em ở nhà nội trợ thì một mà tài chính là ông xã lo hết à. Nên ông xã suy nghĩ nhiều á, nhiều khi cũng không có mập nổi. Nãy giờ nghe ông xã nói thì mình suy nghĩ như sao? Những cái gì mà ông xã biết á là đều là do mình san sẻ hết, chứ ông xã đi làm hầu như từ sáng tới tối. Nhờ vậy mà hai vợ chồng mới hiểu nhau, hiếm khi nào cãi nhau lắm. Cô có mong muốn con dâu của mình thay đổi điều gì không? À, thì cô muốn là thôi mẹ con thì sống chung với nhau nè, thì phải là biết nghe lời thứ nhất đó. À, thứ hai nữa ăn nói cái gì cũng nhỏ nhẹ, đừng bóp chát mẹ nói một câu cái bóp lại hai ba câu. Cái này cái điều này mẹ rất là buồn, phải có cái chỗ nào mình chia sẻ đó. Em của cô áo đen á, cô à, cô xuống tâm sự với nó, cô xuống tâm sự với nó cũng buồn lắm. Mẹ chỉ muốn con cái gì mẹ cũng làm được, muốn con là biết nghe lời mẹ, đừng có cãi, cho dù giờ mẹ nói sai đi con cũng đừng có cãi. Ừ, con phải nhìn nhận biết là mẹ làm thì con cũng nhà làm những cái việc lặt vặt, hay mẹ bế con, mẹ cho con ăn thì con lo chén bát cái này kia nọ, đừng có đợi cho mẹ nhắc nhở. Mẹ nhắc nhở nhiều khi bực quá, đang ẵm con ngoài đường về cái thấy chén bát này kia cái bắt đầu la lối lên, nó bảo trời ơi mẹ mày để con từ từ, nó không có từ từ được, bây giờ mẹ đưa con về thì con phải làm đi chứ. Đó là cái điều như vậy thôi. Chị có điều gì muốn nói với mẹ không? Những cái việc mà mẹ làm á, mẹ muốn em thay đổi á, thì những cái đó là em làm được hết. Tại vì mình làm dâu mẹ mới có mười mấy tháng thôi, từ từ mình phải thay đổi để mà sống chung với mẹ chứ, sau này còn phụng dưỡng bố mẹ nữa. Thôi hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ chồng nàng dâu. Hồi nãy giờ thì cũng có nhiều cái mâu thuẫn cần giải quyết. Thôi sẵn đây á là mình hứa với mẹ chồng mà thay đổi thế nào đi. Con thấy mẹ khóc á, con cũng bối rối quá à. Tại đó giờ con chưa thấy mẹ mà xúc động như vậy bao giờ hết á. Thì thôi từ nay về sau con sẽ cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ lại. Rồi chuyện gì á mà con bức xúc quá thì con sẽ nói với ông xã về mình loan tin qua. Đúng rồi, nhiều khi nóng tính quá nói trực tiếp quá cũng nóng quá nó đổ vỡ hết trơn ha. Mẹ thì hay nói dai, con câu chuyện nhai hoài tôi cũng bực mình. Tự tốt con làm, đừng để cho mẹ nói là mấy cô cũng bớt dai dai là chút xíu cũng được hả cô hả? Đánh trời cho rồi già là phải dai. Bớt dài chút xíu được không? Dạ được. Cô nói với con dâu đi rồi. Từ nay chị đi mình nói một câu một thôi. Một câu thôi, con xin lỗi mẹ nha, từ nay về sau có gì thì mẹ con mình giải quyết nhẹ nhẹ. Mong sau câu chuyện này mẹ con sẽ gần nhau hơn, hạnh phúc sẽ đến với cả nhà.
một kỷ niệm chương tặng cho chúng ta.